Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, thần đồng Ấn Độ Abhijit Anand đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài vì sự dự đoán chính xác về sự bùng phát của Covid-19, đồng thời cũng lần lượt đưa ra dự đoán về các sự kiện khác. Sau những biến động xảy ra trong nửa đầu năm 2023, cậu bé thần đồng tiên tri Ấn Độ tiếp tục gây sốc với hàng loạt dự đoán về bức tranh thế giới trong năm 2024. Theo cậu bé, trước tháng 4 năm 2024 sẽ có nhiều vấn đề chính trị và xung đột bạo lực xảy ra. Đáng chú ý nhất phải kể đến đó là nước Mỹ và Trung Quốc. Vậy rốt cuộc cậu bé tiên tri thần đồng Ấn Độ đã dự đoán những sự kiện nào sẽ xảy ra trong năm 2024? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Thần đồng Ấn Độ Anand từng cảnh báo thế giới cần cẩn thận 6 điều. Tháng 1 năm nay, cậu đã đăng video cảnh báo tháng 7-8 năm 2023 sẽ có đại họa. Cậu thậm chí còn trực tiếp chỉ đích danh Trung Quốc sẽ là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hiện tượng chiêm tinh đáng ngại nhất là sao mộc, sao thổ, sao hỏa, sao thủy và sao chổi. Nỗi lo lắng ngày càng nhân lên gấp bội khi mới đây, cậu bé tiếp tục đưa ra những dự đoán về bức tranh thế giới trong năm 2024. Thần đồng tiên tri 16 tuổi Abhijit Anand đến từ Ấn Độ là cái tên được giới chiêm tinh và tiên tri nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Abhijit Anand đã chứng minh cho câu nói tuổi trẻ tài cao khi liên tiếp đạt được những thành tích mà không phải ai cũng có được. Ở tuổi 16, Abhijit Anand đã có văn bằng tốt nghiệp sau đại học, thông thạo 5 thứ tiếng. Chàng thiếu niên có niềm đam mê mãnh liệt với chiêm tinh học đã lập một kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt theo dõi để đưa ra những dự đoán về tương lai của mình. Chỉ sau hơn 3 năm, nhà tiên tri nhí đã đưa ra hàng loạt dự đoán chính xác. Nổi bật nhất phải kể đến là cuộc xung đột Nga-Ukraine, thảm kịch dẫm đạp Itaewon Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Trong số đó, lời tiên tri nổi tiếng nhất của Abhijit Anand là về đại dịch Covid-19, sự kiện ám ảnh cả thế giới suốt 3 năm qua. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2019, thần đồng tiên tri đã đăng tải một video nói về mối nguy hiểm cực kỳ quan trọng đối với thế giới sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Thời điểm đó, lời tiên tri của Abhijit Anand không được mấy người quan tâm, chú ý. Đúng như dự đoán, vào cuối tháng 11 năm 2019, những ca bệnh viêm phổi lạ đầu tiên đã xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ từ những ca bệnh đơn lẻ, virus đã lan ra với tốc độ chóng mặt, lây truyền mạnh mẽ ra hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Tháng 4 năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cả thế giới lảo đảo. 3 năm qua, đại dịch đã tác động lên mọi khía cạnh của đời sống, ảnh hưởng nghiêm trọng cả về tính mạng con người, xã hội, kinh tế, chính trị. Cho đến tận bây giờ, đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt và vẫn là mối nguy đối với các quốc gia. Chính nhờ lời tiên tri này, tên tuổi của Abhijit Anand đã được đưa lên một tầm cao mới. Rất nhiều người quan tâm đến lời nói của cậu bé và tin rằng cậu thật sự có khả năng nhìn trước tương lai. Kể từ đó, Abhijit Anand cũng thường xuyên đưa ra những lời tiên tri về diễn biến của đại dịch Covid-19 hay các sự kiện có thể xảy đến trên khắp thế giới. Mới đây, thần đồng Abhijit Anand cũng cho rằng thời điểm đại dịch Covid-19 kết thúc sắp đến gần. Nhà tiên tri cho rằng trong năm 2024, sau nhiều năm chiến đấu với đại dịch, con người sẽ sản sinh ra sức đề kháng với virus SARS-CoV-2, từ đó miễn dịch với những biến thể của virus. Vì vậy, nhân loại có thể đẩy lùi hoàn toàn đại dịch này vào năm 2024, con người quay trở về cuộc sống bình thường như trước. Đây được xem là một trong những dự đoán lạc quan hiếm hoi của Abhijit Anand về tình hình thế giới trong những năm tới. Thần đồng 16 tuổi cho rằng sẽ có nhiều sự kiện tiêu cực xảy đến mà không ai lường trước được. Abhijit Anand cho rằng trái đất hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của sao hỏa, la hầu cùng sao thổ, sao mộc. Sao hỏa được xem là hành tinh thiêu đốt,
còn La Hầu được gọi là một ngôi sao xấu xa. Giao điểm của sao Hỏa và La Hầu tượng trưng cho sự bùng cháy. Kết hợp với hiện tượng mặt trăng máu, nó tương đương với 3 năng lượng tiêu cực bao quanh trái đất. Do đó, tình hình thế giới sẽ tiếp tục rung chuyển. Năm 2040 sẽ mở ra sự kết hợp tiếp theo của sao Mộc cùng sao Thổ, ảnh hưởng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Ngoài ra, cứ 400 năm trên trái đất là một chu kỳ lớn, trong đó xã hội, kinh tế, địa chính trị và môi trường tự nhiên đều thay đổi. Chu kỳ 400 năm mới bắt đầu từ năm 2020. Do đó có thể thấy trong 3 năm qua đã diễn ra những thay đổi chưa từng có như sự lây lan của dịch bệnh và tình trạng hỗn loạn trên thế giới. Thần đồng Abhigya Anand tin rằng trong những năm tới, thế giới sẽ phải đón nhận thêm nhiều đại dịch nguy hiểm cùng những biến động lớn về địa chính trị, kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, môi trường tự nhiên cũng chịu tác động nặng nề, gây ra hàng loạt thiên tai, thảm họa. Nếu con người không sớm thay đổi và quan tâm, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Trước đó, vào ngày 17 tháng 1 năm nay, Anand đã công bố video tiền trì mới nhất, nói rằng hiện tượng thiên văn sao Thổ lấn át mặt trời vào ngày 17 tháng 1 là một cột mốc quan trọng đối với thế giới, bởi vì nó sẽ có tác động đối với địa chính trị, nền kinh tế, sức khỏe và các vấn đề chung trong 2 năm rưỡi tới. Trả lời về cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài một năm, Anand nói rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ kéo dài ít nhất cho đến tháng 11 năm 2023. Trong thời gian đó, sẽ có một số hy vọng về hòa bình vào khoảng tháng 3, nhưng nó sẽ không kéo dài lâu. Cậu cũng cảnh báo rằng vào khoảng tháng 7 và tháng 8 năm 2023, các thảm họa quy mô lớn do hỏa hoạn, không khí gây ra có thể xảy ra trên khắp thế giới và có thể phải cần tới nỗ lực cứu hộ toàn cầu. Theo phân tích chiêm tinh học của Anand, tình tượng hiện tại của Trung Quốc rất giống với nạn đói kéo dài 3 năm, từ năm 1959 đến năm 1962. Nhiều người sẽ chết, nhưng thảm họa chỉ mang tính khu vực, các quốc gia khác không cần lo lắng về nó. Thần đồng Ấn Độ đã cảnh báo ngay từ cuối tháng 12 năm ngoái rằng đầu năm 2023, hãy cẩn thận, cậu cảnh báo về 6 cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất là khủng hoảng lạm phát. Thứ hai là căng thẳng địa chính trị Ukraine và Nga, eo biển Đài Loan, Triều Tiên và Hàn Quốc, ba khu vực căng thẳng lớn nhất trên thế giới vẫn sẽ tiếp diễn. Thiên tai thời tiết cực đoan cần chú ý là rét đậm, rét hại, động đất, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, núi lửa phun trào. Ngoài ra, cậu cũng nhắc nhở về cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng, dịch bệnh và khủng hoảng vaccine trong tình trạng liên tục biến đổi của virus đột biến. Cách duy nhất để cải thiện khả năng miễn dịch là tăng cường khả năng chống lại virus. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã ảnh hưởng đến thế giới và dịch bệnh đã thay đổi mô hình tiêu dùng trên toàn cầu. Thần đồng Ấn Độ cũng cảnh báo, tình tượng hiện nay có tác động tiêu cực rất lớn đến thế giới. Trong những lúc khó khăn, người ta phải nghĩ đến những vị thần mà mình tin tưởng. Mỗi sự kiện lớn trên thế giới đều là một cơ hội để tự suy ngẫm. Hãy tin vào Chúa và các vị thần mà bạn tin tưởng. Điều này sẽ giúp bạn khỏe mạnh, vượt qua dịch bệnh và an toàn khi gặp những mối nguy hiểm. Trong video mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Abhigya Anand, cậu bé được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, đã chia sẻ một kiến thức về chiêm tinh học, đồng thời cảnh báo về những sự kiện có thể xảy ra trong thời gian từ năm 2023 đến 2024. Nhà tiên tri 17 tuổi nhấn mạnh, chuyển động của sao Hỏa, sao Thủy và sao Mộc đang có những ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều hoạt động trên thế giới. Điển hình như sao Hỏa đang không ở một vị trí tốt. Điều này gây ra một số vấn đề liên quan tới bạo lực, xung đột địa chính trị có khả năng xảy ra trước tháng 4 năm 2024. Bên cạnh đó, cậu cũng cho biết, một số kiểu thời tiết cực đoan và sự kiện tự nhiên như lũ lụt, động đất là điều mà chúng ta phải cảnh giác. Dự đoán này trùng hợp với những phân tích khoa học trong năm 2023, khi chúng ta đang đón nhận một năm El Nino với nhiều kỷ lục khí hậu bị phá vỡ. Liên quan đến chủ đề này, Abhigya Anand dự đoán lục địa Bắc Mỹ có thể sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của sao Hỏa với sức nóng gia tăng, có thể là một loạt các sự cố liên quan đến hỏa hoạn, hạn hán. Cùng với đó là rủi ro động đất dữ dội xảy ra trong khoảng thời gian từ nay tới cuối năm. Ở khía cạnh kinh tế, thần đồng tiên tri dự đoán
về một năm có nhiều điều tốt đẹp và các khoản đầu tư tốt hơn từ nước ngoài dành cho Ấn Độ. Một số quốc gia khác tại châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Phi cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cá biệt, Abhigya Anand dự đoán toàn bộ lục địa châu Phi có khả năng trải qua sự phát triển vượt bậc trong nhiều khía cạnh từ trong khoảng 20 năm đến 40 năm tới. Trong khi đó, các khu vực có nền kinh tế phát triển có khả năng chậm lại, hướng tới tăng trưởng bền vững. Một hoạt động đáng chú ý theo Abhigya Anand là sự kết hợp giữa sao Mộc và sao Rahu, La Hầu, xảy ra vào giai đoạn cuối tháng 5 âm lịch, tức ngày 17 tháng 7. Khi điều này xảy ra, nó tạo ra một kỷ nguyên tư duy mới, có khả năng tái thiết lập sự tăng trưởng của nền kinh tế hiện tại và tạo ra một thứ gì đó mới. Abhigya Anand dự đoán. Một số ý kiến cho rằng đây cũng là điều được Abhigya Anand đề cập từ tháng 4 năm 2022, khi cho rằng nền kinh tế sẽ phục hồi trong 1 đến 1,5 năm tiếp theo. Mới đây, thần đồng Abhigya Anand cũng cho rằng thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc sắp tiến gần. Nhà tiên tri cho rằng trong năm 2024, sau nhiều năm chiến đấu với đại dịch, con người sẽ sản sinh ra sức đề kháng với virus SARS-CoV-2, từ đó miễn dịch với những biến thể của COVID. Vì vậy, nhân loại có thể đẩy lùi hoàn toàn đại dịch này vào năm 2024, con người quay trở về cuộc sống bình thường như trước. Đây được xem là một trong những dự đoán lạc quan hiếm hoi của Abhigya Anand về tình hình thế giới trong những năm tới. Thần đồng 16 tuổi cho rằng sẽ có nhiều sự kiện tiêu cực xảy đến mà không ai lường trước được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!